Một người bạn có người anh, người anh đang bị bệnh. Một người bạn cũng có người anh, người anh khỏe mà hai anh em dành của cải với nhau. Hai anh em dành của cải này thì có một người nói cho người kia nghe là anh của tôi dành của cải với tôi như vậy. Người bạn này nghe được thì nói rằng phải chi mà anh của tôi khỏe mạnh cũng như anh của bạn, dù anh tôi có lấy hết gia tài sản nghiệp đi chăng nữa tôi cũng vui lòng. Quyền huynh thế phụ, anh mình khỏe mình mừng. Từ nơi cái tâm của người bạn kia đến với anh em thuận hòa như vậy, chỉ nói hành vi của chính mình thôi, tâm chân thật đó đã cảm hóa được người bạn mà tranh của cải với anh em kia. Quý vị nghe công đoạn này, quý vị ngồi suy nghĩ, chơi với một người bạn có quan trọng hay không? Nếu chúng ta gặp một người bạn ích kỷ, một người bạn không có đạo đức, hành vi đó của chúng ta thì nó nói rằng phải dùng phương pháp này để lấy của lại, phải dùng phương pháp kia để lấy của lại. Nó sẽ châm chích thêm, giống như là chế dầu vào lửa. Còn quý vị rất là may mắn gặp một người bạn thiện, khi quý vị có những tư tưởng gì sai, chính họ là người khuyên lên mình. Họ nói về nhân quả cho mình nghe, họ nói về đạo đức làm người cho mình nghe, từ nơi đó mà giúp mình tỉnh ngộ. Chơi bạn rất là quan trọng. Nên các chú, các cô, các cụ sống ở trong ngôi Tam Bảo, quý vị phải nhớ, chúng ta không nghịch với ai, nhưng chơi với một người rất là quan trọng. Nhận đức thấy rõ ràng, có những người mình gặp là mình tạo phước, có những người mình gặp là mình tạo nghiệp. Người gặp mà mình tạo phước, họ vừa gặp mình họ đều nói đạo đức cho mình nghe. Người gặp mà mình tạo nghiệp, vừa gặp mình là họ nói thị phi cho mình nghe. Chúng ta đó, nghiệp lực rất là dày, nghe nói thị phi thì chúng ta cũng nói theo thị phi, còn nếu nghe nói đạo đức thì chúng ta nói theo đạo đức. Nên cổ nhân nói rất rõ ràng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta vẫn còn là phàm phu, nên phẩm chất của chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng. Gần một người thiện thì chúng ta sẽ học được cái thiện, gần người hẹp hòi ích kỷ thì nhất định là chúng ta học theo hẹp hòi ích kỷ. Những chỗ này rất là quan trọng. Nên những đức rất là mong những người học Phật phải buông cái ngã của mình xuống. Những đức làm việc một thời gian gần gũi nhiều anh em, những đức thấy rất rõ ràng, ban đầu làm việc chưa được thì chưa ngã mạng, làm việc vừa được được là bắt đầu là ngã mạng. Những người đó những đức đều sắp xếp cho họ qua vị trí khác. Thà những đức không làm việc nữa còn hơn làm việc với những người ngã mạng, kiêu ngạo, không làm chung, sắp cho họ đến một công việc khác. Quý vị biết rằng một nội bộ của xã hội, đất nước, một người này làm việc mà không chấp hành theo cấp trên, cấp trên cũng không phải triệt họ, nhưng người ta sẽ điều họ đi đến một nơi nào đó ngồi chơi sơ nước cho họ tỉnh ngộ đó. Từ nơi đó họ tỉnh đi rồi mai mốt đủ duyên thì sắp xếp cho họ công việc tiếp tục. Vì sao? Vì cái tâm của họ quá ngã mạn. Quý vị phải nhớ, người trên dù là họ không làm việc của quý vị, nhưng góc độ nhìn của họ rất là cao. Quý vị phải nhớ, những đức rất là cần có một cố vấn bên cạnh. Như vậy mà những đức còn không tìm ra một người. Quý vị làm việc mà có những đức cố vấn cho quý vị mà quý vị không cần thì quý vị đi tìm ai? Góc độ nhìn của những đức cũng tương đối rất là sâu. Dù là những đức không làm việc quay phim hay không làm một công việc gì đó, nhưng quý vị nhớ, những đức là người cố vấn bên cạnh quý vị, nhất định quý vị thành công đó. Những đức chỉ điểm cho quý vị những tư tưởng vô cùng là đặc biệt. Từ nơi đó những đức rất là muốn có một người như vậy bên cạnh mà còn không có kìa. Điều là tự mình phải suy nghĩ, tự mình phải làm việc. Rất là cần có một người ở bên cạnh như vậy. Không tìm ra đó, từ nơi đó phải buông cái ngã, buông cái ta. Đừng bao giờ nghĩ mình giỏi, phải từ tốn thì năng lực của mình mới phát huy cao. Niệm niệm phải nghĩ về người mà làm.
Nên trong Đệ Tử Quy, Đức Khổng Tử có nói một câu rằng: dù là bạn mắng người, gầy người, đánh người, nhưng nghĩ gì người là thiện. Còn nếu bạn vuốt ve người, nói ngọt với người, nhưng tâm địa của bạn xấu, gọi là ác. Thiện hay ác là từ nội tâm của mỗi một người chúng ta phải hiểu. Tâm chúng ta ngã mạn như thế nào, ích kỷ như thế nào, nghĩ về mình như thế nào, thì mình sẽ biết được rằng mình hiện tại đang phát tâm thiện hay ác. Nếu chính mình mà còn không nhìn ra được thì nhất định chúng ta sẽ đi lạc đường đó. Công đoạn này dạy rất là hay. Không vì tiền mà đánh mất đạo nghĩa. Đệ Tử Quy có một câu rằng: tiền bạc nhẹ quán nào sanh. Từ nơi đó quý vị phải hiểu được nguyên lý của cái câu này. Tiền bạc nhẹ, nhẹ như thế nào là nhẹ? Đúng tình, đúng lý, đúng nghĩa thì nhẹ. Không đúng tình, không đúng lý, không đúng nghĩa thì nhất định là chúng ta không buông ra. Buông ra phải đúng nơi, đúng chỗ. Như vậy thì chúng ta mới giúp được người. Còn quý vị nói rằng tiền bạc nhẹ quán nào sanh, đồng tiền này ở đâu có mà chúng ta phung phí? Chúng ta phung phí đồng tiền này ai làm ra? Mình làm ra hay người khác làm ra? Chúng ta không biết cái công cán người ta cực khổ, mình phung phí bừa bãi. Chúng ta nói rằng tiền bạc nhẹ quán nào sanh, ta cứ nhẹ với nó thoải mái. Quý vị nguyên lý phải nắm cho rõ ràng. Còn không hiểu rõ ràng thì chúng ta phung phí bừa bãi, gọi là tổn phước tổn đức mình đó. Khi những đức đi ngang dòi nước thì tự nhiên những đức nghe cái tiếng nước chảy từng giọt thì những đức quay lại nhìn những cái dòi nước, coi có cái dòi nước nào nước nhiễu, quay lại phá liền. Một giọt nước nhiễu chúng ta cũng phải phá lại. Đó gọi là tích trữ phước báo. Đồng tiền đáng dùng thì dùng, còn đồng tiền không đáng dùng phải tiết kiệm. Đó là đúng rồi. Hòa thượng Hải Hiền cuộc đời của Ngài rất là tiết kiệm. Ngài không ăn ngon mặc đẹp, nhưng tiền của Ngài có được thì giúp cho chúng sanh, là máy niệm Phật, làm tượng Phật, ấn tống kinh, làm cầu, làm đường để cho chúng sanh được lợi ích. Đó gọi là tu phước, tu duyên. Nên những vị mà cầm tiền phải nhớ, đồng tiền cần dùng là dùng, đồng tiền không cần dùng một cách cũng không phung phí, vì đó là của chúng sanh. Nếu quý vị có tâm như vậy thì nhân duyên phước báo quý vị rất là lớn. Học được tư tưởng của người xưa, phải hiểu được nguyên lý. Không hiểu là bị ngã mạn, kiêu ngạo và hiểu lầm ý của người đi trước. Đại ý của người đi trước vô cùng là rộng, rộng tận hư không, khắp pháp giới. Chúng ta nếu không mở tâm lượng thì làm sao học được tư tưởng của người xưa? Người mà học được tư tưởng người xưa có cảm giác, nhất định là tâm lượng mình phải rộng, và mình phải chuyên cần chịu khó chịu cực. Chuyên là chuyên nhất, cần là chịu cực khổ được. Người chuyên nhất một môn, chịu cực chịu khổ đối chúng sanh, thì nhất định là học sách của người xưa, có được chỗ lãnh ngộ. Còn nếu quý vị không chuyên, không chịu cực khổ, đọc sách của người xưa không có hương vị, cuối cùng đem tư tưởng của người xưa là chỗ giác, đến với chúng ta là chỗ mê. Nếu quý vị có thể nắm được phương pháp này thì nhất định là học sách của người xưa có hương vị đó. Phải mở rộng tâm lượng. Đoạn văn này dạy rất là hay. Chơi với bạn phải cần chọn một người bạn đặc biệt mà chơi. Hôm qua ngày Chủ nhật, Nhẫn Đức nói một câu: thà cuộc đời không có một người bạn nào, còn hơn là tất cả những người bạn mình đều là bạn hư. Câu đó không dùng là bạn đối với họ, mà gọi là bè. Bạn là cùng chí hướng, bè là bè lũ hư hỏng. Nếu chúng ta kết bè quá nhiều thì chúng ta bơ bơ cũng không nổi, đừng nói là tiên. Từ nơi đó thà bạn ít mà một người bạn là chắc một người bạn. Còn nếu không có thì chúng ta phải tự luyện chính mình. Đó là chỗ còn đặc biệt hơn. Phải nhớ đó. Nên khuyến hóa chúng sanh, mình phải nắm được phương pháp. Đọc những tư tưởng này
đem ra để học tập. Quý vị ngồi nghe nhất định là có chỗ lợi ích. Khi chúng ta đọc những công đoạn này là những công đoạn này làm nền tảng để chúng ta học, vì có một nền tảng tư tưởng đưa chúng ta đi theo, nên chúng ta đọc ra là sẽ có nguyên lý để học tập. Nguyên lý để học tập này muốn phát huy thì nhất định là phải có chỗ hiểu biết. Còn nếu không, dù quý vị có đọc công đoạn này cũng không nói lý giải ra được. Lý giải lời của người đi trước thì nhất định là phải mở rộng cho cuộc sống hiện tại thì mới nói là hiện đại hóa. Hiện đại hóa này không phát huy thì làm sao nói Phật pháp người ta nghe được. Nếu không nắm nguyên lý này thì anh em muốn thuyết pháp rất là khó đó. Phải hiện đại hóa. Hiện đại hóa có điểm dừng, từ nơi đó nó sẽ tiến không vượt phạm vi. Nói Phật pháp sẽ không ra khỏi cái chỗ là tâm thiện đến với chúng sanh. Phải nhớ. Nhân Đức đọc thêm một công đoạn cho quý vị nghe. Vượt ngàn dặm để giữ lời hứa, thờ Tam Quốc, nước Ngô có người tên Trác Thứ. Nhân lúc từ Kiến Khang sắp về Hội Khê, đến từ biệt thái phó là Gia Các Khác. Thái phó hỏi khi nào trở lại. Trác Thứ nói đến ngày ấy tháng ấy sẽ trở lại. Đúng ngày hẹn, thái phó bày tiệc đãi khách, quan khách đều đến đủ nhưng vẫn chưa đãi ăn uống, có ý muốn đợi Trác Thứ. Mọi người đều nói đường từ Kiến Khang đến Hội Khê đi về cả ngàn dặm, lại thêm sông hồ cách trở gian nan, chắc gì ông ấy trở lại kịp. Bỗng nhiên thấy Trác Thứ đột ngột xuất hiện, tất cả mọi người trong tiệc đều kinh ngạc. Công đoạn này chúng ta đọc lên để học tập, để nhắc nhở mỗi một người chúng ta, chữ tín rất là quan trọng, lời hứa rất là quan trọng quý vị à. Thí dụ chúng ta cũng không chấp nặng giờ khắc. Một người này hứa với chúng ta là 10 giờ gặp mặt, nhưng đường xá giao thông có chỗ tắc nghẽn, người này cũng không muốn. Hoặc là công việc gì đó bất ngờ, người này cũng không muốn. Chỉ cần họ đến, đó là lời hứa của họ giữ được. Còn thời gian thì chúng ta phải khai duyên. Công đoạn này dạy rất rõ ràng. Gia Các Khác là anh của Gia Các Lượng. Một người bạn hứa với ông như vậy, ngày đó thì mở tiệc chiêu đãi. Mọi người đều nói rằng đường xá ngàn dặm, sông suối cách chợ, biết ông có giữ lời hứa hay không. Nhưng Gia Các Khác thì biết được người bạn này nhất định là giữ lời hứa, phải chờ. Thì người bạn đó xuất hiện. Lời hứa của người xưa vô cùng là đặc biệt. Thời xưa phần nhiều là đi bộ, lời hứa của họ còn giữ được như vậy. Chúng ta sống nhất định phải giữ lời hứa. Có một lần Nhân Đức ở trên Đà Lạt, vị chủ trì sắp xếp hội chúng, thì có một chú này xin người thầy đi về quê có công việc, xin đi 2 tuần. Thì chú đó đi qua một ngày mới lên, là 2 tuần rồi thêm một ngày nữa mới lên tới chùa. Buổi họp đó Nhân Đức mới vào chùa được mấy tháng gì đó, Nhân Đức ngồi phía sau nghe người thầy gầy chú đó. Chú đó tên là chú Thành. Người thầy nói rằng chú là người không có tâm đạo đi tu,
chú ở đây mà chú không biết bồi dưỡng ở nơi này. Thường là ở đây, sống ở đây được thầy lo, chú xin về nhà 2 tuần, đúng ra 1 tuần 6 ngày là chú lên rồi, như vậy thì mới là đúng. Còn chú qua 2 tuần thêm 1 ngày nữa chú mới lên, có nghĩa là nơi này chú không lưu liên. Những đức nghe vị chú trì nói một câu này, thì những đức đã học được câu này thời gian gần 10 năm nay, những đức vẫn nhớ. Quý vị biết rằng khi những đức ở ngoài đời đi làm, 1 năm về nhà được 1 lần, đi 3 ngày. 3 ngày mà quê của những đức là phải đi buổi tối, thì được ở gia đình nguyên 1 ngày đám giỗ mẹ mình, rồi phải tranh thủ đi lên tới nơi. Đó là 3 ngày đi như vậy. Nhưng lúc nào những đức cũng lên trước thời gian mà 3 ngày. Đó là chữ tín quý vị. Khi mình ở nơi nào, mình đi ra khỏi nơi đó về công việc, nhất định là mình phải đi lên trước thời hạn. Như vậy là mới đúng. Người trên sẽ nhận thức rằng người này có tâm ở đây, quý trọng ở nơi này, thì đi ra khỏi chỗ này mà nhớ thương ở nơi này. Như vậy thì người ta mới trọng dụng mình. Nguyên lý này sống phải nắm được. Chữ tín rất là quan trọng. Từ chữ tín đó mà mình có thể lập được sự nghiệp. Sự nghiệp lập được thì tu cũng được. Còn chúng ta không lập được sự nghiệp của thế gian, làm sao tu được? Bất cứ một công việc nhỏ nào, người ta chỉ cần tin tưởng mình thì chỗ làm của mình là dễ dàng. Còn nếu người ta không tin tưởng mình thì chỗ làm của mình là khó khăn, nhất định là khó khăn. Vì người ta không tin mình, người ta cứ dè dặt mãi, cứ hỏi han mãi. Quý vị phải nhớ, người người ta có tâm, người ta giao một công việc cho một người, người ta chưa tin là nhất định người ta phải đi tìm hỏi, người ta phải đi hỏi han vậy đó, để coi coi sự việc sau khi người ta tin rồi là người ta buông ra. Như những đức mới đi xuống dưới đây, hòa thượng ngày nào thì cũng qua cả, buổi tối cũng qua sớm nữa, 12 giờ khuya qua, coi coi như thế nào. Coi 12 giờ khuya dẫn mới đi vòng vòng chùa, dọ coi cái tâm của tên nhỏ này nó có tư tưởng gì hay không. Muốn giao một sự nghiệp cho nó phải coi nó như thế nào. Quý vị biết những đức cũng không tệ đó. Những đức cũng nhận thức được trưa nay 12 giờ hòa thượng sẽ qua, nên không phải là những đức mà thức sớm như vậy. Nhưng những đức trong lòng suy nghĩ rằng bữa nay hòa thượng sẽ qua sớm buổi trưa nè, tự nhiên những đức thức sớm, những đức chạy ra ngoài đó, những đức dắt cây mình một. Cuối cùng hòa thượng ngày qua ngày gặp những đức, ngày đứng ngày nhìn ngày thấy. Đó là tạo niềm tin để lập sự nghiệp. Người có góc độ nhìn sâu một chút thì mình lấy lòng người khác nó nhạy một chút, lấy lòng được rồi mình phát huy nó nhanh hơn. Không phải là mình lấy lòng người ta rồi mình bê tha để giật của người ta, cái tâm đó là cái tâm xấu. Nhưng mình có cái tâm là giúp người, nên lấy lòng được người khác càng nhanh thì sự làm việc của mình càng dễ. Dễ làm việc thì độ chúng sanh dễ. Đó là vì chúng sanh mà mình phát huy, vừa làm nhiệt tình mà vừa có tính toán được nữa. Đó là khéo. Quý vị biết rằng cô Chính ở đây quản lý chùa ở đây phần nhiều là nhiều năm công cán cô Chính rất là lớn. Nhưng cô Chính cũng nằm vào cái hàng phụ nữ, từ nơi đó tâm lượng người nữ thì nó cũng không rộng lớn như người nam. Quý vị biết rằng nếu những đức đi đến đây sống mà những đức không biết được người biết ta đó, thì những đức cũng không dễ sống. Thí dụ như những đức cũng nói lên câu này, để anh em khi sau này đi đến đâu anh em phải biết cách sống. Đối với người nữ mình phải rộng rãi, đối với người nữ mình phải có cái tâm thương yêu. Như vậy thì khi có tình cảm rồi, lúc đó làm việc rất là dễ. Nhưng nếu ban đầu mà đụng chạm với cô Chính, những đức sống ở đây cũng chua sống lắm. Vì sao? Nhà của người ta mình đến mà mình làm ông làm bà người ta, ai mà chấp nhận. Giống như nhà mình đi, người ta đến người ta làm ông làm bà mình chịu không? Sao mình chịu? Nên phải hiểu được nguyên lý sống. Như vậy thì mới sống được. Chỗ nói này của những đức á, là chỗ nói rộng đó. Để cho anh em đi đến đâu phải biết người biết ta mà sống. Dù mình có năng lực đi chăng nữa cũng phải biết cái người ở đó đó. Những đức sống với hòa thượng thì những đức biết dòng họ của hòa thượng. Nhất định là anh em phải sống như vậy, phải thương dòng họ của hòa thượng như là dòng họ của mình.
phải coi ông bà của hòa thượng như là ông bà của mình, phải nhiệt tình như vậy đó thì anh em mới cắm gốc được ở nơi đó anh em sống. Còn nếu đi đến đó mà coi dòng họ người ta không ra gì là không được á. Những đức sống với thầy trên kia cũng vậy nè, đối với anh em của thầy những đức thường qua lại rất là thân thiết, con cháu của thầy những đức rất là thương. Khi đến chùa, người thầy chủ trì làm sao có thời gian coi chỗ đó mà người ta cũng không ra mặt được. Mình là người dưới tay quan hiểu được nguyên lý này, mình phải ra mặt quà cáp, lo lắng cái này cái kia, xe cộ, mình phải hiểu. Hiểu như vậy á thì quý vị biết đó, dòng họ người ta sẽ quý mình, dòng họ người ta quý mình, mỗi lần gặp người thân người ta thì người ta sẽ nói rằng chú đó được như vậy như vậy, thì nhất định là vị chủ trì nghe được thì nhất định anh có cơ hội làm việc rồi đó. Còn nếu người ta không đụng tới, anh cũng không coi dòng họ người ta ra cái gì. Quý vị biết đó, máu chảy ruột mềm không nói, nhưng dòng họ người ta rất thương đó. Như mình thôi, mình không nói nhưng dòng họ mình rất là thương. Anh chị em của những đức đi đến đây, những đức không nói đến, nhưng quý vị biết những đức có thương họ hay không? Những đức thương quý vị như vậy mà anh em những đức không thương à? Chỉ có đúng một chỗ là người nhà mình không nói đến, nhưng trong tâm mình rất là thương. Nếu ai đụng tới người thân của mình, tôi cũng không rõ ràng ra mặt đâu, nhưng tôi sẽ triệt quý vị đó, có phương pháp đó. Quý vị không nghe cái câu nói người xưa sao? Đánh chó coi mặt chủ nhà. Một người làm công cho nhà đó, quý vị muốn đánh người làm công gia đình đó, quý vị phải coi người chủ đó đó. Một người làm việc bên cạnh những đức, nếu quý vị hà hiếp họ, quý vị phải nhìn nhận lại đó. Vì nếu những đức không ra mặt cho họ thì sau này ai là người dám đứng ra làm việc cùng chung với những đức? Người làm việc chung với những đức đều bị hà hiếp, thì ai là người dám đi theo những đức làm việc chung với những đức? Nguyên lý này quý vị phải hiểu. Không phải những đức binh người đó mù quáng, nhưng người đó sai phải để những đức xử. Tuyệt đối quý vị không được hà hiếp cái người ở bên cạnh của những đức. Còn nếu họ ngã mạng, những đức xử họ, như vậy là đúng. Như vậy thì sau này mới có người đi theo những đức để làm việc chung với những đức. Nếu người bên cạnh những đức ai cũng hà hiếp được thì không có ai dám đi theo những đức cả. Còn nếu người thân của những đức ở đây tu, họ sai những đức xử họ, còn quý vị mà đụng đến họ là quý vị không nể những đức đó. Những đức ở đây nếu mà đụng người thân của hòa thượng thì những đức không nể hòa thượng đó. Nguyên lý như vậy phải hiểu được. Tư tưởng học tập này rất là đặc biệt, rất là mong anh em có thể nắm được nguyên lý này. Đi đến đâu cũng sống vô cùng là đặc biệt. Vì sao? Biết người biết ta, chăm chặn chăm thân. Những môn giáo học này nó mở rộng tư tưởng. Những đức làm cái gì nói rất rõ ra, anh em không học được là chuyện của anh em. Tại sao những đức đi đến đâu những đức cũng sống được? Đi làm công cho người ta 11 năm, chủ đến bây giờ vẫn còn quý những đức, lâu lâu vẫn đến thăm những đức. Tình nghĩa như vậy đó. Ở chùa trên kia đi xuyên suốt 4-5 năm nay, lâu lâu những đức về lên chùa xưa thì những đức như thế nào? Đi vòng vòng ở sớm thăm bà con chòm sớm, người ở trong chùa rất là quý thương. Như vậy mới là có tình nghĩa. Vì lúc những đức ở trên đó, tuy là đi tu ở trong chùa, nhưng đối với chòm sớm, những ngày lễ, những ngày trung thu, những đức mua bánh gỡ cho bà con chòm sớm. Người xưa đã nói rằng bà con xa không bằng láng giềng gần. Chúng ta nếu biết nhà mình thôi mà không biết nhà xung quanh thì khi tối lửa tắt đèn ai là người giúp mình? Đạo pháp phải mở rộng chứ. Nên chòm sớm ở đây cũng vậy, lâu lâu phải tặng gạo cho họ, phải tặng quà cho họ. Đối mặt chính quyền, một món quà không đáng là bao, nhưng tình người rất là quan trọng. Những đức nói với anh em, dù người ta nghỉ làm việc, lúc mình đang cần người ta thì mình đến. Bây giờ công việc đó người ta thay đổi, nhất định là lâu lâu mình cũng đến với gia đình người ta, quà cáp với con cái người ta. Đó gọi là tình nghĩa. Tuy người ta không làm việc đó nữa, nhưng người ta chỉ giới thiệu cho mình người khác, cho mình được thân cận. Đó là trí tuệ. Nếu người ta còn làm việc thì mình nhờ, người ta nghỉ làm việc mình không nhờ, nhất định là mai mốt mình sẽ không có chỗ đứng. Phải nhìn xa trông rộng mà sống. Cách sống này là quý vị tu hành đó. Đừng có nói rằng niệm Phật chỉ có một câu ai với đạo Phật. Câu ai với đạo Phật này mở rộng rất là rộng đó quý vị à. Rất là rộng đó. Không thuận theo phiền não, không theo nghiệp lực, không thuận theo thế gian. Phiền não, nghiệp lực
Nếu chúng ta thuận theo thì khổ rồi. Chúng ta ngoài đời thuận theo nó, nên chúng ta thường bị phiền não chói buộc, nghiệp lực chói buộc. Bây giờ mình đi tu mình không thuận theo nó, không thuận theo nó thì phải dùng phương pháp gì khi khởi lên phiền não? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chuyển phiền não qua câu A Di Đà Phật. Vừa khởi lên tâm nghiệp lực thì cũng niệm câu A Di Đà Phật để chuyển tâm đó. Tâm nghiệp lực là tâm gì? Tâm ích kỷ, tâm nhỏ mọn, tâm muốn hại người, tâm đố kỵ với người, là tâm nghiệp lực đó. Khởi lên tâm đó là niệm câu A Di Đà Phật. A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác. Lấy tánh giác để chuyển tâm nghiệp lực đó trở thành chỗ giác ngộ. Như vậy thì chỗ tu học không thuận theo, không thuận theo thế gian. Thế gian thì tùy tiện. Lúc chúng ta ở ngoài đời, quý vị đi muốn ăn diện như thế nào là ăn diện như vậy. Muốn mua xe gì thì nếu có tiền là đổi xe. Muốn chọn bạn gái thì chọn bạn gái. Muốn đi ra đường uống cà phê quán xa thì chọn quán thoải mái, ăn chơi lưu lộng. Đó là chỗ thế gian, chứ không phải nói rằng người thế gian đều như vậy. Người thế gian có người này người khác, nhưng cái tâm hư hỏng, phóng túng, sai quay, đó gọi là cầu thế gian dành cho người đó, chứ không phải là người thế gian đều là như vậy. Phải nhớ nguyên lý rất sâu nằm bên trong. Nếu chúng ta đi tu mà thuận theo người thế gian, có nghĩa là thuận theo người làm sai thì là không được. Chúng ta phải chuyển tâm lại. Con người không ai toàn vẹn hết. Người đúng nhất định cũng có cái sai, người sai nhất định là có cái đúng, chỗ tròn nhất định là nó có cái khuyết, chỗ khuyết nhất định là có tròn. Nguyên lý là như vậy. Nếu muốn cái toàn thì khó thế nào toàn vẹn. Nếu dụng người mà cầu toàn vẹn thì bạn sẽ không có người để dùng. Phải nhớ rõ, nhất định là có khuyết nhưng không có tệ quá. Còn nếu dụng một người mà quá tệ, không có năng lực gì, thì nhất định là mọi việc đều hư. Chánh nơ náo nhiệt, thị phi nói lỗi người. Các cụ nghe rất rõ ràng. Những nơi thị phi nói lỗi người tránh đi. Không tránh mai mốt mình có quả. Vì sao? Vì những chỗ thị phi đó sẽ lôi mình ra đói chập. Lời của người trên nói ra, mình dám đi rêu rao lời của người trên, thì quý vị sẽ mang họa. Quý vị có đủ quyền lực vượt qua mặt người trên hay không? Từ nơi đó, lời của người trên nói bao nhiêu là nguyên lý nằm bên trong. Tùy tiện không hiểu, dám đem rêu rao lời của người trên thì nhất định sẽ có họa đến với quý vị. Từ khi là quý vị không muốn ở nơi đó nữa. Phải nhớ rõ, chánh nơi náo nhiệt là nơi tập trung nói lỗi người. Gặp những chỗ đó tránh xa ra. Còn nếu cùng lỡ ngồi chung thì chúng ta nghe như không nghe, không bao giờ đụng đến. Lần sau rút kinh nghiệm, gặp những nơi đó tránh xa ra. Vì nếu mai mốt có chuyện họ nói ngày đó có người ngồi đó, ở đó là người đó, kéo mình ra để đối chấp phiền phức. Từ nơi những cái chỗ này nghe có lợi ích, nhắc nhở người trong chùa và nhắc nhở luôn người ngoài đời. Những đức rất là mong người trong chùa chúng ta nghe cái câu không thuận theo thế gian. Quý vị phải mở rộng ra nguyên lý này nữa. Người thế gian bận đồ như thế nào thì bận đồ như vậy. Hôm nay chúng ta đi vào chùa rồi, chùa chúng ta phần nhiều là bận đồ lam. Các cụ đều là bận đồ lam. Buổi tối có những bữa những đức thời tiết nóng, những đức muốn bận quần đùi áo thun để ngủ. Nhưng những đức nói sao kỳ cục quá, bận không được. Quần đùi áo thun bận không được. Cỡ nào đi chăng nữa cũng bận cái quần dài. Nếu thời tiết quá nóng thì bận một cái quần dài, một cái áo thun. Khi tới giờ tu thì thay đồ khác đầy đủ để mà lên chánh điện tu. Chứ không được bận cái quần đùi cái áo thun.
Như vậy thì chúng ta không thuận theo thế gian, không có tùy tiện được. Ở trong ngôi Tam Bảo, các cụ phải nhớ đều là bằng đồ lam. Bây giờ đi vào chùa tu rồi mà buổi tối ngủ thì bận bộ đồ ngủ. Bộ đồ ngủ như là nguyên một cái giường hoa mỏng manh. Như vậy thì quý vị ngồi suy nghĩ, quý vị thuận theo thế gian rồi đó, không có đúng nha. Phải sửa chỗ đó đó. Khi lên chánh điện tu á, thì có một cái áo lam bên ngoài, một cái áo thun nhỏ bên trong nữa các cụ á. Nếu mà các cụ không bận cái áo lam mà chỉ bận có một cái áo thun nhỏ, khi các cụ bận áo chàng vào thì hai bên á, của các cụ á, nó lòi thịt ra, khi lại thì nó chổng mông lên, nhìn thấy nó không có oai nghi được, hiểu không? Từ nơi đó, ví dụ như người vô đây cộng tu, người ta ở một hai ngày, người ta bận một bộ đồ bộ hay một bộ đồ mà nó coi không được á, cái người trong chùa này nè, những đức đặc trách cho hai vị nè, một là cô Viên Nhật, hai là cô Hải. Quý vị dẫn người ta lên nhà mai cho người ta mượn một hai bộ đồ, bận xong rồi trả lại. Như vậy thì người ta vào chùa ở mấy ngày, người ta cũng bận đồ lam đàng hoàng, cho người ta mượn đồ người ta bận. Chứ nếu người ta đi vào chùa mà bận bộ đồ ngắn ngủn, lộ lẫy thịt da, như vậy thì quý vị nghĩ họ vào ngôi Tam Bảo chúng ta không khuôn họ, không chỉ họ đàng hoàng, lỗi là của chúng ta. Người thường trụ phải chung tay với những đức, nhất là phái nữ cùng với phái nữ. Có gì mình phải nhắc nhở với nhau dễ hơn, tế nhị nói dễ hơn, rất là hay. Để cho người đi đến chùa, người ta có phép tắc, người ta hiểu biết, thì hành vi người ta sống ở đâu sẽ theo được ở nơi đó. Nhất là những cụ thường trụ không có được bừa bãi, những đức đặc trách. Cô Viên Nhật và cô Hải mỗi buổi tối đi một vòng xanh quanh chùa. Các cụ bận đồ không phải đồ lam ngủ, bận đồ mỏng manh, đồ cục. Những đức không có đi coi, mà những đức cho hai cô này đi coi. Lần đầu là nhắc nhở, lần thứ hai là nhắc nhở, lần thứ ba là tới những đức xuất hiện. Thì quý vị đừng có chết, phải nhớ, phải bỏ đứt cái chỗ bận đồ ti tiện. Người ta bận đồ lam, mình phải bận đồ lam. Dù biết rằng là lớn tuổi, năm mươi mấy tuổi, nhưng quý vị phải nhớ không được bận đồ mỏng manh, bận đồ giống người thế tục. Vì nhiều người trong đây vẫn là phàm phu, nhìn thịt da thì khởi tâm. Mình có tâm như vậy là không đúng, coi lại có tâm như vậy hay không. Quý vị biết rằng những đức lo cho nhiều người già, tuy là già rồi nhưng mà nhiều cụ cũng tuổi tin lắm. Lâu lâu là gặp những đức mấy bà nói như thế này: ngồi ăn cơm mà tại sao thầy nhìn bà đó đá lông nheo với thầy là sao? Những đức nói, những đức cho bà không còn một cái răng bây giờ. Cái chỗ quản lý trong chùa gần 10 năm nay những đức gặp nhiều quá mà. Nên tuy già là già nhưng tâm chưa có già. Không phải bà cụ nào cũng vậy, nhưng mà có những bà cụ tâm chưa có già đó. Quý vị mà không qua mặt nổi những đức đâu đó. Cặp mắt quý vị và hành vi quý vị, những đức nắm được, những đức sẽ nhổ gốc quý vị đó. Không có để mầm móng đó trong chùa nghe không. Nếu quý vị muốn ở đây thì sửa đi nghe. Mầm móng là không được ở đây đó. Phải dẹp cái tâm đó đó. Nó cái tâm đó là cái tâm phàm tục, bỏ đi. Nên phải nghiêm túc. Bận đồ lam giống người ta, quý vị mà bận một bộ đồ khác là những đức đang để ý quý vị đó. Quý vị có con gái quý vị không để ý được hả? Đứa con gái nó mới lớn lên mà nó biết ăn diện thì người xưa nói rằng thôi ở chỗ nào coi được được thì gả đi. Nó ăn diện là biết rồi đó. Vậy thì bây giờ lớn tuổi rồi mà vô đây còn ăn diện thì quý vị những đức nói biết rồi đó. Cái tâm quý vị có vấn đề. Phải nhớ đó nghe, chỗ nhắc nhở này sâu sắc đó. Phải mở rộng ra, phải dẹp cái tâm đó đó. Để cho chúng này được ổn định. Những điều học tập, những câu chuyện nhân quả này rất là hay về cuộc sống hàng ngày. Rất mong đại chúng trong chùa chúng ta, mỗi người những đức đã đặt trách công việc thì phải có trách nhiệm. Và những người khác công việc đó không được đụng công việc của người ta nghe. Vườn rau có mấy người những đức đặt trách là làm, người không có công việc dính vào đừng có đụng vào chuyện của những đức sắp xếp nha. Ở dưới bếp là có người làm việc, rửa chén có người rửa chén. Xuống đó mà làm mà la lối sùm là quý vị coi chừng không còn cái răng đó nha. Không có được như vậy đó. Những đứa có đặc trách người họ báo những đứa biết đó. Những đứa không chịu như vậy đâu.
Rất là mong quý vị công việc nào làm theo công việc đó, có trách nhiệm. Người đi tu thì có trách nhiệm đi tu. Mỗi người đều có công cán, nhưng đừng có đụng chạm với nhau. Điều là tôn trọng công việc của người ta, như vậy là đúng rồi đó. Đời nhà Minh có người tên Diệu Ngạn Tiêu, sau khi cha mẹ mất rồi, cùng với người anh là Diệu Ngạn Văn làm ăn sinh sống với nhau đến 12 năm. Sau đó Ngạn Văn thường ăn chơi lười nhác, bỏ phế cơ nghiệp. Ngạn Tiêu liền xin với anh phân chia gia sản để mọi người tự lập. Vừa qua được 5 năm, gia sản của Ngạn Văn đã hết sạch. Một hôm Ngạn Tiêu bày tiệc rượu, mời anh đến chơi rồi nói: em trước đây vốn không có ý muốn phân chia gia sản, chỉ vì anh không biết tự kiềm chế lo việc làm ăn, nên em vì thương anh mà buộc phải phân chia ra để tự mình có thể giữ gìn được phân nửa sản nghiệp cha mẹ để lại. Dẫu có bề gì cũng còn có thể tạm duy trì sự sống cho anh em mình. Nay mời anh quay trở lại nhà, xin giao quyền làm chủ gia đình này cho anh. Ngạn Văn nói rồi đem chứng từ phân chia gia sản ngày trước ra đốt sạch, lấy chìa khóa nhà kho giao hết cho anh. Lại hỏi: tất cả các khoản nợ nằng hiện nay của anh thay anh thanh toán hết. Ngạn Văn hết sức xấu hổ, nhận lời em, rồi từ đó nỗ lực hối cải, chí thú lo việc làm ăn, không còn ham chơi như ngày trước. Năm sau, cả hai cha con Triệu Ngạn Tiêu cùng lúc thi đỗ tiến sĩ. Đây là những công đoạn nói về nhân quả rất là hay. Quý vị để ý xã hội hôm nay, con người vì tiền mà có thể mất hết đạo nghĩa, tranh đấu với nhau. Vì tiền mà anh em có thể thưa kiện với nhau. Còn công đoạn này là công đoạn giáo học rất là hay. Hai anh em khi cha mẹ mất đi, để lại sản nghiệp, thì người em lo làm ăn sống tốt, người anh thì từ từ bê tha, không chịu lo làm ăn nữa. Người em này vô cùng là thông minh, thấy tình cảnh đó, nếu không chia gia sản ra thì từ từ nhất định là người anh sẽ xài hết tiền, cuối cùng thì gia đạo suy sụp thì sẽ khổ. Nên người em đã tính trước con đường là chia phần nữa. Lỡ người anh có xài hết thì cũng xài phần của người anh, còn người em thì vẫn còn phần nửa gia sản của cha mẹ để lại, chí thú lo làm ăn đàng hoàng. Về sau lỡ người anh có sa cơ thất thế, người em vẫn có thể có của cải để giúp được cho người anh. Chỗ này quý vị nghe qua thì thấy tình người vô cùng là đặc biệt, đạo nghĩa đến với nhau. Có đạo nghĩa và có luôn trí tuệ, có góc độ nhìn xa trông rộng. Nếu người em này không có góc độ nhìn xa thì chắc chắn rằng là gia đạo này lụng bại và hai anh em đều là khổ hết. Khi người anh không còn của cải gì nữa cả, người em thì mặn ăn phát đạt, lúc đó thì mời người anh về giao hết gia sản cho anh. Anh làm chủ đi, và anh thiếu nợ bao nhiêu em đều trả nợ cho anh hết. Từ nơi đó mà chuyển tâm một người anh hư hỏng trở thành người đàng hoàng, chí thú lo làm ăn.
tình nghĩa anh em sống hòa hợp, đó là tấm gương đạo đức nên sử sách lưu danh. Gia đạo của người em thì cha con đều là đỗ tiến sĩ, phước duyên lớn quá. Quý vị biết rằng nếu chúng ta nghe được nhân quả thì mỗi một người không dám mà tranh đấu về vật chất đâu quý vị, vì làm chỗ đó tổn phước rất là nhanh. Nhất là anh em mà đấu đá với nhau. Tấm gương này nhắc nhở từ là cư sĩ sống ngoài đời, và nhắc nhở luôn huynh đệ sống trong ngôi Tam Bảo. Nhắc nhở chỗ này rất là hay đó. Huynh đệ nào đủ duyên làm được việc giúp cho chúng sanh thì mình chung tay để mà hỗ trợ. Khi người huynh đệ đã làm được rồi thì nhân duyên tới mình thì nhất định là tới mình. Đừng có tâm đố kỵ, phải bỏ đứt cái tâm đố kỵ. Quý vị biết rằng là những đức đi xuống đây khi mà lo công việc cho ngôi Tam Bảo, từ từ rồi những đức ngồi suy nghĩ, mình phải thu âm điệu niệm Phật, mình phải thu âm điệu tụng kinh, mình phải lấy từ thật chất ngay chỗ này để phát triển. Dù biết rằng những phương pháp này đều là người đi trước dài công cực khổ sắp xếp được phương pháp này, tới đời chúng ta thì chính mình phải phát huy. Vì mình đang ở đây, nếu không chính mình phát huy thì làm sao mà mình có thể lo cho mấy trăm chúng được. Những chỗ làm này một số người không hiểu thì tùy duyên họ, còn chúng ta thì làm mình biết rất rõ ràng. Làm ngay chỗ này nếu đủ duyên phát huy được thì quý vị mới có thể cắm gốc sâu và có thể lo cho chúng đông được. Còn nếu chính mình mà không phát huy, đem tư tưởng của người khác và phương pháp của người khác và chính họ chúng ta để ngay chỗ này, thì chúng sanh đều là chạy kiếm đầu này đầu kia, không có hướng mục tiêu vững chắc. Như vậy thì phương pháp á, mà giúp chúng sanh á, rất là khó. Nên những đức nói với một số anh em xuất gia cùng sống chung với nhau á, hiện tại những đức á, đang lập ra phương pháp. Khi phương pháp này thành công đó, tới đời của huynh đệ đủ duyên đó, thì chính huynh đệ là người thu âm điệu lễ Phật, rồi chính huynh đệ là người tụng kinh tự mình thu âm, chính huynh đệ đi đến đâu là phương pháp này huynh đệ phải phát triển. Chứ không phải là đem chiếc máy chính những đức niệm, chính những đức tụng cầm theo để phát triển ở nơi đó, không phải. Mà chính anh em thấy phương pháp này thành công rồi thì chính mình là phát triển ở nơi địa phương đó. Như vậy thì anh em mới có thể hóa độ một số chúng sanh ở địa phương đó. Phải nhớ, mỗi một người đều có duyên với chúng sanh nhiều hay ít, nên chính mình phải có chỗ tự tin. Nếu mất lòng tin với chính mình thì mình không làm được gì cả, anh em phải nhớ. Nhưng khi một người nào người ta đủ duyên người ta làm thì mình hết tâm mình hỗ trợ đi. Đó là chỗ mà mình cắm gốc vào nhân duyên người ta. Khi mình nhân duyên chín mùi thì duyên của mình vô cùng là thù thắng. Phải nhớ đó, không có tâm đố kỵ. Thí dụ như mình ở đây, mình có phương pháp tu và có người hướng dẫn cho Phật tử tu rất rõ ràng. Những đức hướng dẫn cũng nhiều Phật tử về chùa tu mà. Từ nơi đó đó, anh em mà khéo nhất là phải dùng phương pháp gì nè. Thí dụ như Phật tử về chùa đó, mình phải giới thiệu cái người hướng dẫn đó, chỉ cho họ đặt chiếc máy, cho họ về họ nghe. Quý chú biết rằng những đức mà tiếp qua ai hoặc là quen ai, nhất định là người đó sẽ về chùa chúng ta tu. Vì sao anh em biết không? Ban đầu những đức gặp người ta đó là phương tiện nói chuyện ban đầu
là chỉ nói nhẹ nhẹ của cái khởi đầu thôi, rồi từ từ gặp lần thứ hai á, nói thêm một chút nữa, gặp lần thứ ba nói thêm một chút nữa, rồi từ từ á, mới đi vào cái chỗ á, kết luận hơi sâu về cuộc nói chuyện giữa mình và họ. Và chúng ta luôn luôn lấy một phương pháp ở nơi này để hướng dẫn họ, nếu đủ duyên thì họ tiếp nhận, nhất định là họ sẽ quay về đây tiếp tục là tu tập với chúng ta. Từ nơi đó mà gầy dựng một đại chúng ngày Chủ nhật đông như vậy. Còn anh em để ý, khi anh em tiếp người có dùng phương pháp như vậy hay không? Vừa gặp người lần đầu thì đem toàn bộ nói ra hết cho người ta nghe, thì làm sao mà người ta làm được? Khi người ta nghe quá nhiều trong một lúc thì nhất định là về sau lời nói của mình nói họ không có tiếp nhận nữa. Vì sao? Vì một lúc bạn đã nói hết rồi. Vừa gặp người thì cầm đủ thứ cho người ta hết, sách vở đem ra hết, đủ thứ loại sách hết cho người ta. Đây là hại người chứ làm gì giúp người. Ban đầu mà bạn làm như vậy thì nhất định là người này sẽ học ra phù phiếm. Quý vị biết rằng vì mình phù phiếm nên hướng dẫn người không biết phương pháp. Chư Tổ đã dạy rất rõ ràng, dạy người là phải nhất môn thâm nhập, nhất định là mới có chỗ thành công. Còn nếu ban đầu vừa mới gặp mà đem đủ thứ đưa cho người ta hết, sách gì cũng đưa cả, mà toàn bộ là ở đâu không à, vậy thì cái người ta biết học vào cái vị trí nào? Phải cho người ta một góc độ nhìn rõ ràng, rồi từ từ người ta học. Khi người ta có chỗ thông hiểu thì lúc đó người ta mới phát huy những quyển sách mà đặc biệt, vì họ là sơ học. Hướng dẫn như vậy thì rất là đúng. Thí dụ như ngày Chủ nhật những đức hướng dẫn Phật tử đang ngồi nghe chia sẻ Phật pháp trong đây, một số anh em khi có những vị Phật tử người ta hỏi công việc, đừng có đứng ở ngoài đó mà mình nói chuyện với người ta. Vì sao? Vì Phật tử người ta đang ngồi nghe pháp, mình đứng nói chuyện với Phật tử đó là không đúng lễ. Khi người ta cần hỏi cái gì thì mình phải mời người ta ra bên ngoài, vì trong đây người ta đang ngồi nghe pháp, không có đứng ngoài đó nói chuyện với người ta. Những đức ngồi để nói chuyện, nhưng anh em làm việc ngoài đó, những đức thấy một số việc thì những đức chia sẻ vậy đó, mình làm gì nó không có đúng. Thí dụ như ngày Chủ nhật đi, những đức đặc trách cho anh em, một số anh em mà đứng mà phóng sanh mà thả chim đó. Thả chim không phải là chỗ đơn giản, anh em phải nắm được phương pháp. Một con vật nó bị nhốt giống như mình bị nhốt. Khi mình bị nhốt, người ta thả mình ra, mở cửa rồi cho mình đi ra ngoài bằng một hành vi tâm từ đến với mình, thì sự cảm kích của mình vô cùng là lớn. Và cái sự bước ra của mình á, mình thấy rất là nhẹ nhàng. Thì giống như anh em thả một cái lồng chim vậy đó. Một cái lồng chim khi mở cửa cái lồng chim ra cho chim nó bay đi, thì anh em phải nhẹ nhàng, rồi mình lấy tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ vô cái lồng chim cho chim nó bay. Mà lúc đó mình phải niệm Phật, lúc đó cái miệng mình phải niệm Phật, thì nó hào hứng và tâm từ nó phát lên, thì nó thả những chú chim bay đi. Còn nếu anh em mà cầm cái lồng chim anh em lắc á, lắc 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 thiệt là mạnh để cho nó gớt mấy con chim ra để nó bay đi á, thì lúc đó là nó đang hoảng sợ. Giống như mình đang ở trong một cái lồng mà người ta cầm cái lồng người ta lắc, người ta quay mình á, thì mình lộn mèo ở trong đó, thì mình chạy ra được là mình bị giống như con quắn gà vậy đó. Nó chạy nó quay 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 vậy đó, hiểu không? Nên từ nơi đó mở cái lồng chim ra đó là để ngay ngắn, rồi mình để vào cái tầm nhìn tương đối, rồi miệng mình niệm Phật, mình cái tay của mình nhẹ nhẹ vỗ vào cái lồng chim thì từ từ nó bay ra. Tư thế như vậy thì những con chim này nó thấy nó bình an, nó bay đi lắm.
Như vậy thì cái bụi phóng sanh nó kết hợp đặc biệt lắm. Những đức lúc trước đặt trách bốn người thả chim, thì những đức nói rằng là hai người ở trên mở lòng, hai người bên dưới thì cầm lòng thả chim. Như vậy thì khi anh em thả chim thì chim nó bay rất là đều. Thí dụ như 10 lòng chim mà 5 người thả thì chỉ có 2 quận thì hết chim rồi. Nên chúng ta chỉ thả 2 người, làm sao mà chim vừa dứt thì 2 người phía sau đưa 2 cái lòng chim cho 2 người phía trước thả, thì nó nói tiếp nói tiếp. 10 lòng chim này đó, thời gian của chim bay nó kéo dài được chút. Cái hương vị mà người ta vui khi nhìn chim bay đó, nó kéo dài một chút thì cái hưng phấn nó vẫn đặc biệt hơn. Còn nếu mà 10 cái lòng chim này mà cái vèo là hết, vậy thì vừa mới thích cái là mất tiêu rồi. Cái hương vị đó nó không được kéo dài. Anh em phải có phương pháp từ cái tâm nghĩ về người khác, mình nghĩ ra được nhiều việc cho chúng sanh. Cái tâm như vậy thì cái công đức phước báo nhân duyên nó mới lớn. Nhớ. Nên công việc của chùa những đức sắp thời gian là những đức phải sắp lại không à. Anh em nếu mà phát tâm được lớn là cái công việc đó anh em làm càng làm nó càng tốt. Còn nếu cái tâm lượng của anh em mà không phát ra được là làm thời gian là những đức phải sắp lại không à. Nếu mà phát được tâm lượng thì cái năng lực và trí tuệ nó phát sinh. Từ nơi đó nó cái khả năng làm việc chỗ đó nó rất là đặc biệt. Quý vị biết rằng là tất cả các khâu làm việc ở trong ngôi Tam Bảo, quý vị chỉ cần một phát tâm được rộng lớn thì cái công việc của quý vị làm càng ngày càng khéo, càng ngày càng phát triển. Còn nếu tâm lượng quý vị không phát nữa nghe, làm càng ngày nó càng tệ xuống. Đó là xác thực đó. Nên những công đoạn mà những đức đọc trong An Sĩ Toàn Thư này nè, về tình nghĩa anh em huynh đệ đến với nhau á, đều là hết mình đến với nhau, không nghĩ về tiền bạc, nghĩ về giáo học, nghĩ về lợi ích của nhau. Từ nơi đó gọi là tâm từ. Chúng ta nghe những công đoạn này, chúng ta là người học Phật phải đánh mất đi cái tâm đố kỵ. Thấy người khác hơn mình đố kỵ. Thấy người khác làm hơn mình đố kỵ. Thấy chùa người ta Phật tử đông hơn chùa mình cũng đố kỵ. Thấy chùa người ta to hơn chùa mình cũng đố kỵ. Có tâm đố kỵ đó thì học Phật không có tiếng nha. Người chúng ta sống cũng không có được hạnh phúc, không có được vui vẻ. Phải bỏ cái tâm đố kỵ đó đó thì phước duyên của chúng ta mới tăng trưởng được. Còn nếu giữ cái tâm đố kỵ thì nhất định là tổn phước, tổn duyên, không có được lợi ích cho chính mình. Những đức đọc thêm một công đoạn kế tiếp cho quý vị nghe. Tình cảm, chí thành, cảm hóa được người. Đời nhà Minh tại Quy An thuộc vùng Chiết Giang, có người tên Nghiêm Phụng, tánh tình hiếu thuận, luôn thương yêu đối xử tốt với anh em bằng hữu. Người đời thường tôn xưng là Khê Đình Tiên Sinh. Một hôm cùng với người bạn đồng hương là Thí Dực đi thuyền dạo chơi, Thí Dực than phiền với ông rằng: người anh phân chia tài sản cho mình chẳng công bằng. Nghiêm Phụng nghe rồi buồn bã nói: tôi có người anh sức khỏe yếu kém, đó là điều làm tôi khổ tâm nhất. Giá như anh tôi mà được mạnh mẽ như anh của ông, dẫu có đoạt hết ruộng đất tài sản tôi cũng không buồn. Nói dứt lời, nước mắt tuôn tràn không dứt. Thí Dực nghe vậy hết sức cảm động, nhân đó trong lòng có chút tỉnh ngộ. Nguyên Thí Dực có người anh là Thí Tương Chi, cả hai đều là bậc nhân sĩ trí thức vùng Chi Châu. Chỉ do việc phân chia tài sản ruộng đất mà anh em hóa ra hiềm khích với nhau đã nhiều năm rồi. Kể từ sau lần đó, anh em
nhà họ Thí quay lại làm hòa, nhường nhịn lẫn nhau suốt đời, không một lời nào phân cách nữa.